Gia đình ông ban ban mới là xịn nhất. Gia đình ban ban xịn nhất. Ông Playtime xịn hơn. Gia đình ban ban xịn hơn. Ông Playtime mới là xịn nhất. Gì mà ồn ào như vậy? Chọn cái nào? Chọn cái nào? Gia đình ông ban ban Poppy Playtime. Tụi chị đang mình chọn game nào xịn hơn, nhưng mà hai đứa này nó cứ chọn gia đình ông ban ban à. Các bạn đang coi video, các bạn nghĩ là gia đình ông ban ban xịn hơn, các bạn hãy bấm like cho video này. Còn các bạn nghĩ là Poppy Playtime xịn hơn thì các bạn bấm subscribe nha. Bình tĩnh mọi người, bình tĩnh. Được rồi, bây giờ tôi sẽ công bố kết quả các bạn chọn nè. Đó chính là các bạn chọn gia đình ông ban ban nhiều hơn. Ôi trời ơi. Em sẽ cân bằng lại tỷ số bằng cách là em sẽ chọn là Poppy Playtime. Để cái tụi mày ra, bây giờ họa rồi sao trời? Bây giờ họa rồi thì làm sao các bạn biết không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm ra người chiến thắng trò chơi nào chiến thắng bằng cách là mình sẽ tổ chức ra một trận đấu. Hả? Nói gì cơ? Đó chính là trận đấu đại chiến lâu đài giữa Gà Tình Nắp Ban Ban và Poppy Playtime các bạn ơi. Mọi người thấy sao? Hay đó. Ok, nếu như mọi người đã đồng ý rồi thì chúng ta đi theo tôi để chúng ta tới với cuộc đại chiến lâu đài giữa Poppy Playtime và Gia Tình Up Ban Ban thôi nào. Hay cha, chúng ta tới đây đây là đấu trường tí hon giữa Poppy Playtime và Gia Tình Up Ban Ban đây các bạn nào. Thì như các bạn đã coi ở những video đại chiến lâu đài trước của mình thì tụi mình sẽ bắt đầu xây một cái lâu đài tí hon ở ngay cái vị trí của mình. Sau đó tụi mình sẽ bắt đầu triệu hồi ra những binh lính, những quân lính của mình để chiến đấu đánh bại lâu đài bên kia. Và lâu đài nào giảm hết 5 thanh máu trước thì lâu đài đó thua. Nhưng mà trước khi bắt tay vô xây lâu đài, mọi người hãy xem những con quái vật của mình đi. Gà Tình Up Ban Ban đi bạn, chúng ta sẽ có. Đây chính là con gì đây? Đây chính là Ban Ban nè. Đây chính là cái con màu đỏ đỏ có tên là Ban Ban các bạn. Còn tiếp theo, ui, cái con gì mà nó cầm cái dao ghê vậy, nó giống con heo quá vậy? Đó chính là Chép Victor với ai? Thì đó là Chép Victor hay là con heo trong Gà Tình Up Ban Ban đó các bạn. Còn tiếp theo, đó chính là con Náp Náp, con này có tên viết ngược lại với Ban Ban đó các bạn. Nhưng mà con này cũng rất là mạnh nha, nhìn cái mặt nó ghê chưa. Và con cuối cùng, cái con cuối cùng gì đây? Đây chính là một nhân vật mới trong Gà Tình Up Ban Ban đó, chính là Victor Giggle sao? Wow, con đúng này nó có hai màu luôn các bạn, một màu tím và một màu xanh lá cây, ghê dữ vậy trời. Rồi, ghê không ghê liền. Trời đất ơi, cũng ghê đấy, nhưng mà cho bọn họ con quái vật của mình đi tô gà. Cũng hợp lý luôn chị Nami ơi, được rồi. Bây giờ mọi người hãy qua bên này để coi những con quái vật của Poppy Playtime. Hôm nay chúng ta sẽ có những con như đây. Đây chính là bộ bốn quái vật trong Poppy Playtime. Chỉ là Boxy Boo đó các bạn, nó là một cái hộp quà. Và bên trong cái hộp quà đó là một con quái vật vô cùng đáng sợ đó, đừng có hả coi thử. Và con tiếp theo chắc hẳn các bạn cũng đã biết vì nó rất là quen thuộc rồi, đó chính là Huggy Wuggy. Và con tiếp theo là cái gì đây? Chính là Mommy Long Legs chân dài. Đúng rồi, Mommy Long Legs, người mẹ chân dài đó các bạn, chân dài thòn lòn như mấy con nhện luôn này. Và nhân vật cuối cùng đó chính là một nhân vật vô cùng mới, vô cùng mới trong Poppy Playtime đó các bạn, đó chính là chú mèo cắt nát nè. Mommy màu tím giống chị Nabi mới đẹp ha các bạn. Con mèo này nó có màu tím giống với chị Nabi luôn nhờ. Chị Nabi ơi, con này nó có sức mạnh vô cùng lớn đó nè chị Nabi hả, mẹ mình cưng quá nha. Còn Huy bây giờ ghê ta, nhưng mà mấy người sẽ thua thôi, bởi vì bạn 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 xịn hơn nhiều. Ok được rồi, vậy thì bây giờ mọi người bắt đầu về cái vị trí của mình để bắt đầu xây cái lâu đài của mình đi. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị chiến đấu nha các bạn ơi. Lần này hả, con của chúng ta là con Huggy Wuggy có màu xanh nước biển nên chúng ta sẽ dùng hả những cái block tường màu xanh nước biển để chúng ta xây một cái lâu đài thiệt là kiên cố nha các bạn ơi. Đã màu xanh dương vô cùng vững chắc các bạn à. Và đây chính là lâu đài mà chúng ta sẽ phải bảo vệ trong suốt trò chơi để tăng thêm gọi là phần bảo vệ. Mình đã làm thêm những cái lớp hàng rào màu xanh dương này này các bạn, thì nó sẽ rất là cứng luôn. Tụi nó muốn tấn công được lâu đài thì tụi nó phải vượt qua những lớp hàng rào này đó. Bên đây xong rồi, nếu như đã xong bước xây lâu đài và bảo vệ đó rồi thì bắt đầu chúng ta hãy triệu hồi ra những con quái vật của mình để chuẩn bị chiến đấu thôi nào các bạn ơi. Em nghĩ đầu tiên chúng ta nên lấy cái con hạ Boxy Boo này đi chị đó bây giờ, tại vì nó có vẻ hả cũng rất là mạnh đó. Hợp lý đó, lấy nó đi con gà. Hãy chào, bắt đầu đặt nó xuống thôi nào. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 con luôn chị Nabi ơi. Tại vì sao? Tại vì đây chỉ là một binh đoạn, càng nhiều thì nó càng mạnh luôn. Và như nào chuẩn bị mở ra để chiến đấu, không biết bên kia đã xong chưa ta. Bên này cũng xong rồi. Xong luôn rồi, hậu tụi nó cũng xài con đầu tiên.
đó chính là con ban ban kêu ai, và số lượng là như con bằng mình, đó chính là 18 con binh đoàn ban ban đỏ, có ai được coi. Nếu như cả hai bên đã sẵn sàng rồi thì các bạn ơi hãy đếm cùng tôi nào, trận chiến sẽ bắt đầu sau. Sẽ bắt đầu. Ôi sao tôi thấy số lượng ra tình nó banh banh có thể nhiều hơn số lượng của Boxy Boo bên mình. Ủa gì vậy vậy trời, Boxy Boo nó mất hết rồi. Boxy Boo mất hết rồi, bây giờ ra tình nó banh banh. Ôi trời ơi, bây giờ mình mà không sao, mình vẫn còn hả cái lớp kim bảo vệ mà đây là. Ôi tụi nó đang đánh cái hả khiên của mình kìa ơi. Sao mà đông quá vậy chị nó Bi ơi. Không thể nào, Bi ơi. Chết rồi, thương rồi. Chết rồi, nhưng mà hơn là hai cái thành của mình có cơ chế tự bảo vệ đó rồi. Nó sẽ đánh từng con nhưng mà nó đánh chậm lắm mà. Nên là những cái con này nó đang tấn công hơn là mình. Gọi luôn, gọi luôn. Tiêu diệt hết tụi nó đây. Mình ôi, ôi, trời ơi, tôi thấy thằng mình nó bị đánh quá trời quá đất luôn rồi kia các bạn ơi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ôi trời, vẫn còn bao nhiêu con này? Một cái thằng của mình. Thằng của mình. Ôi trời, thằng thứ rồi. Trời ơi, yeah. Nó đang đánh cái thằng thứ hai của mình kìa. Rồi luôn. Ôi trời, chỉ còn ba con cuối cùng thôi rồi. Cố lên, đánh ba con cuối cùng còn lại đi thằng ơi. Cố lên đừng để. Cố lên, cố lên. Hai con rồi, tụi bay chết rồi, tụi bay chết rồi, tụi bay chết chắc rồi. Hai cái con này mày không được phá thành của tao nha. Chết đi, chết mày nè. Ui, con cuối ôi cùng các bạn ơi, rồi xong mày xong. Yeah, yeah, yeah. Thôi, đánh luôn đây, hay cha. Ôi trời ơi. Em nữa được cái thành thứ hai rồi. Trời ơi, để nó phá được cái thành thứ hai của mình luôn sao? Boxy Boo lại thua như vậy được chứ. À, chuẩn bị thua đi. Chờ đó, được rồi, có ai chết rồi. Chị Nabi ơi, chúng ta phải có kế hoạch khác thôi. Chị Nabi ơi, chúng ta phải sử dụng tới công thức Ghi Quốc Ghi này rồi. Hất Ghi Quốc Ghi thôi nào các bạn ơi. Tao tin tưởng vào mày nha, Hất Ghi Quốc Ghi, cố lên nha. Mình sẽ hả cho bốn con Hất Ghi Quốc Ghi chính này các bạn. Sau đó mình sẽ bao quanh nó bởi những con hạt Boxy Boo để bảo vệ cho nó. Tại vì Hất Ghi Quốc Ghi cần bảo vệ các bạn. Tại vì đam nó rất là mạnh đó. Mình sẽ có hai nhóm, một nhóm là toàn Boxy Boo với lại một nhóm là Boxy Boo bảo vệ quanh Hất Ghi Quốc Ghi. Tôi tin tưởng vào Hất Ghi Quốc Ghi nha. Mọi người bên kia đã xong chưa vậy? Xong chưa vậy? Bên kia cũng sử dụng bốn con mới kia các bạn ơi. Đó chính là Chép Pista đó, thấy con giả nó cầm mạnh nè. Trời ơi, nhìn cũng lực lưỡng, nó mập ú, nó mạnh dữ vậy trời. Và bao quanh con Chép Pista cũng là những con ban ban level một. Trời, tụi này nó nghe lén chiến thuật của mình hay gì vậy các bạn ơi. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa nào? Chứ mấy bạn fan sẵn sàng rồi. Rồi. Vậy đi, chúng ta hãy cùng nhau đếm nữa nào coi. Tôi tin lần này tôi sẽ thắng các bạn ơi. 3, 2, 1 Ôi trời ơi, trận chiến bắt đầu quá trời quá đất. Qua đây qua như nè, quá trời những cái con nhỏ xíu là những con kiến đánh nhau rồi. Tụi bắt đầu thấy những con đầu tiên nằm xuống rồi đó các bạn. Trời đất ơi, tụi nó đánh nhau quyết liệt quá rồi. Trời ơi, đáng gì mà ôi chết trời ơi. Ghi thì các bạn hãy gõ Hất Ghi Quốc Ghi có lên. Còn bạn cổ vũ cho con heo đầu bếp kia thì bạn kia là heo đầu bếp có lên nha mọi người. Đừng heo đầu bếp nha các bạn ơi. Nhưng mà bên này vẫn bất con heo ơi. Heo không thể nào thắng được đâu. Xử con heo đi nào, Hất Ghi Quốc Ghi ơi. Ôi ôi, hình như bên kia đã đánh hết con heo rồi. Vậy còn lại hai con heo và ba con Hất Ghi Quốc Ghi ơi. Trời ơi, hai con heo đã ăn hội đồng Hất Ghi ơi. Quay chứ là không ơi. Tới bảo vệ anh em của mày đi. Đúng rồi, tới bảo vệ là đúng rồi. Ôi trời ơi, hai con heo đang chiến đấu với hai con Hất Ghi Quốc Ghi này các bạn nhìn nè. Ôi cậu bên kia thì ui dồi ôi. Một con Boxy Boo với lại một ban ban mày đánh nhau luôn. Có vẻ tỷ số rất là cân bằng luôn các bạn nhìn kìa. Wow. Boxy Boo thắng rồi, còn bên này thì sao? Được rồi, Boxy Boo đang đập cái thành bên kia hay lắm. Boxy Boo ơi, còn bên này vẫn là hai con đang đấu với hai con này rồi. Có lên đảo Hất Ghi Quốc Ghi ơi, tao tin mày có thể đánh bại được hai con. Có lên Chép Pista ơi. Đúng rồi, tụi nó đang đánh nhau. Đúng rồi, trời ơi. Chép Pista nó có thêm con dao để không biết hả? Hất Ghi
Nhưng mà hất diêu quốc kia là mạnh hơn chắc Victor rồi đó nha. Thì chờ đó tao lật kèo cho mà thôi. Ok được rồi, giờ mình đóng thanh lại nè. Đóng lại nè được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới với trận thứ ba được rồi. Trận chiến càng ngày càng căng thẳng rồi. Các bạn hãy nhớ coi hết video nha. Chúng ta sẽ sử dụng tới Mommy Long Legs luôn chị Nabi à. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ kết hợp giữa hai con, đó chính là Husky Wuggy và Mommy Long Legs lại trong một trận đấu luôn. Nghe có vẻ hấp dẫn quá vậy tôi nha. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Được rồi, vậy bây giờ mình sẽ lấy Mommy Long Legs cùng với Husky Wuggy coi. Quan trọng là bây giờ chúng ta phải đặt hả sao cho nó hợp lý, cho nó thông minh thì mình mới chiến thắng được các bạn ơi. Vẫn sẽ đặt là bốn con Husky Wuggy ở dưới này, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ đặt rất là nhiều Mommy Long Legs luôn các bạn à. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con, chín con, 11 con, 12 con. Quá trời luôn nè chị đó bây. Chúng ta sẽ đặt một binh đoàn Mommy Long Legs để chiến đấu luôn các bạn, cùng với bốn con Husky. Wow, xong cùng là đúng rồi. Các bạn nhìn nè, binh đoàn Mommy Long Legs nhìn quá là lợi hại luôn nè. Chị Nabi thì nghĩ sao? Chị nghĩ là mình sẽ thắng được đó con gà, tại vì Mommy Long Legs rất là mạnh luôn. Không biết bên kia là cái gì mà dữ vậy nghe tao. Cái gì mà đông dữ vậy? Ôi, cái con gì mà nhìn ghê quá. À đúng rồi, đó chỉ là con Náp Náp hả trời ơi. Tụi này nó cũng có chiến thuật đó các bạn. Được rồi, nếu như vậy thì chúng ta chuẩn bị bắt đầu với trận thứ ba nào các bạn ơi. Được rồi, đếm nè. 3 2 1 mở ra đi nào. Hạ xuống rồi nè, coi vô mở ra trời ơi. Tôi nhìn mà tôi nổi da gà luôn rồi, tại vì nó quá là đông mà nó đánh nhau. Tôi không biết đâu là đâu luôn. Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Cố lên nào, to tên của bay cũng lên, lên được rồi. Cố lên, cố lên. Mommy Long Legs của mình đang bị dồn luôn bức tường này các bạn. Trời ơi, đánh bại được thôi. Trời ơi, nó đang bị đánh kìa, quá trời đất rồi. Đánh bại được thôi. Mọi người có thấy không? Đây chính là trận chiến giữa màu hồng và màu xanh nha mọi người. Toàn là màu hồng với màu xanh thôi. Ôi trời ơi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đánh gì mà dữ vậy đó. Trời ơi, đánh gì mà đẩy nó thành người ta. Ôi sao tụi nó có vẻ dồn vô cái thành của mình quá trời vậy coi. Cố lên. Mommy Long Legs đang bị đánh bên kia kìa bạn ơi. Rồi đó, đang thắng rồi đó. Không đây nè mà thắng được. Không có thắng đâu. Vẫn chưa biết ai thắng nha. Ôi đang thắng rồi. Quan trọng là màu xanh với màu hồng đánh nhau với tôi khó phân biệt quá các bạn ơi. Ôi đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cố lên Mommy Long Legs đây, đánh nó đi, đánh nó đi Mommy Long Legs đây. Đánh cái con màu xanh dưới nó đi nè. Ủa sao nãy giờ hút gì đó? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Hai con màu xanh dưới đang đánh nhau, bây giờ những con màu hồng cũng đang đánh nhau rồi. Quá trời, ôi cái gì vậy? Sao một cái thằng mình bị bỏ rồi? Ai đánh thành mình rồi? Trời ơi. Đúng rồi, bãi thành rồi. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình không ai đi, cái đó đánh thành mình luôn các bạn. Rồi luôn, các bạn cổ vũ đi các bạn ơi. Đúng rồi, ôi trời ơi, trời ơi. Những con Mommy Long Legs ơi, cắn những con Náp Náp này đi. Đúng rồi, ui, Mommy Long Legs này đang đánh thành đây các bạn ơi. Cắn thành nó đi, cắn thành của nó để hòa gỡ lại đi nào. Cố lên nào, cố lên nào. Không gỡ được, cố lên rồi. Trời ơi, thành đang tấn công rồi. Thành của Náp đang bị wow. Bảo vệ nhà chính ta. Không bao giờ được đâu. Có lẽ, có lẽ. Đúng rồi, hãy đánh nó xong, hả phá cái thành của nó xong là chúng ta sẽ chiến thắng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Có lần nào, có lần nào, có lần nào, Mommy Long Legs ơi. Đánh nó đi nào, sau đó chúng ta hãy phá hàng rào đi. Nắp, nắp, nắp ơi, có lần, có lần. Ôi trời ơi, hạ cười
đừng mau lấy công ta. Ôi ơi, nếu anh còn phải lại rồi. Trận này Nap Nap là chiến thắng rồi, thôi chết rồi. Nó đang tiến tới cái thành của mình kìa. Gọi luôn hai con cuối cùng rồi, sao nó còn sống được hay vậy? Gọi luôn hai thành đi. Phá thành đi. Không thể nào như vậy được, không được phá thành. Cái thành bảo vệ lâu đài, bảo vệ lâu đài. Thành ơi, xử mấy con này đi. Đúng rồi, xử nó đây, xử nó đây. Có lên, mấy con này bắt đầu qua cho bạn ơi. Đừng đánh bại tụi nó đi nào, hàng đầu ơi. Đừng cho tụi nó không phá hàng lại đi mình chứ. Không thể nào. Ôi no. Anh này tiêu diệt mấy con này, tiêu diệt mấy con này đây. Dừng lại đây. Con hạt rè sao mà khó vậy? Ừ, nốt con này luôn đi, sửa nốt con này. Để nào ơi, để có lên đường nào không? Đập nó đi. Đập nó đi nào, hàng đầu ơi. Kết liễu nó đi nào. Có vẻ như hàng rào tôi gà sắp bể rồi đó. Cái gì hàng rào sắp bể? Không thể nào được đâu, đừng đừng có mơ đi qua trên. Rồi các bạn ơi, nó sắp bể thiệt rồi. Hồi nãy hai con Nap Nap nó đập trời quá đất luôn, cho rồi bây giờ mình mọi người về lại đóng cái thành này lại để chúng ta hội ý coi mình sử dụng Mommy Long Legs, nhưng mà có vẻ Mommy Long Legs lại đánh tôi Nap Nap rồi. Không lẽ bây giờ chúng ta phải sử dụng tới con cuối cùng này sao? Bây giờ chỉ còn cách đó thôi, sử dụng cách Nap đi tôi nha. Rồi em tin lời chị đó, bây giờ được rồi các bạn, chúng ta sẽ sử dụng tới con chùm cuối, đó chính là cách Nap đây này các bạn ơi. Được rồi, sẽ đặt thiệt là nhiều con cách Nap đây này các bạn, để mình có thể được bảo vệ đó. Tôi tin tưởng tụi bay nha, những chú mèo màu tím ơi. Được rồi, mình sẽ đặt thiệt là nhiều. Hồi nãy là mình hả đặt hơi ít các bạn, nên tôi nghĩ bây giờ mình phải đặt nhiều lên mình mới có thể bay ra thắng được các bạn à. 30 con luôn các bạn, mình sẽ đặt tổng cộng là 30 con mèo tím này luôn cách đó các bạn. Nhưng mà các bạn có biết là con mèo này nó có một sức mạnh vô cùng đặc biệt đó, nó sẽ sinh ra một chú mèo con vô cùng dễ thương nhưng mà vô cùng là nhanh nhẹn nha. Đâu đó cho chị thử cái coi. Chị đã bay thử đi. Thấy chưa, dưới chân chị kìa, nó sẽ sinh ra một chú mèo con nhìn dễ thương vậy thôi nhưng mà nó cũng không kém phần mạnh mẽ nha các bạn, nên là các bạn hãy nhớ coi tới khúc cuối để coi những cái con này nó sử dụng sức mạnh như thế nào nha. Giác Huy xong chưa vậy? Xong rồi. Được rồi, để coi ui kìa vậy. Ba mươi con Peter Kid Go, sao nhìn mà gì mà đông quá vậy trời, vậy như cũng bay gì vậy mà dữ vậy trời. Bây giờ không còn là những con tí hon nữa mà bắt đầu bự dần lên rồi đó. Được rồi, các bạn đếm cùng mình nha, trận chiến quyết định nè. 3, 2, 1 bắt đầu. Cô chết là con chim mình sẽ chịu hồi đó. Cái gì hả? Thì nghĩa là vậy các bạn ơi. Chỉ cần con ghét gồ này nó đi lên, con chim mình sẽ xuất hiện các bạn ơi. Wow. Thì giờ thử rồi, thử chí này. Đúng rồi. Số lượng mèo con ngày càng đông đảo. Tại vì quá trời quá đất luôn. Nè nhìn nè. Ui, quá trời đông. Hình như chỉ còn lại mèo con thôi các bạn. Và một con nó đang trốn trên kia kìa. Thành chim. Con chả được vậy. Nó sợ quá. Bây giờ chỉ còn một con đang núp trên này mới là một đám đang chờ. Vậy là mọi người đã biết tỷ số ai sẽ là người chiến thắng rồi đúng không? Không thể nào. Trời ơi, chấp nhận đi mọi người. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đẩy con này xuống là một đống con nó đánh tập thể con này luôn. Các bạn tội nghiệp đó thiệt chứ. Để tôi bưng nó xuống nè. Chịu hồi đã dâm bôi chết rồi luôn, dâm bôi chết cũng thua luôn rồi. Và bây giờ tiến tới tấn công căn nhà quy đất đi nào. Cái gì vũ khí mà vũ khí gì nó gì đây ơi, có con gì ở trong đèn ơi, cái gì vậy? Thôi đây chỉ là dâm bôi chết khổng lồ sao. Wow, trời, vũ khí bí mật ghê gớm vậy. Đây đây chỉ là vũ khí mà quy đất nó giấu một con hả, vũ khí bí mật trong đây. Ôi sao mà Jumbo Jot này nó mạnh quá vậy? Tấn công nó đi mèo con ơi, tấn công nó đi mèo con. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nó đang đánh quá trời với con mèo con của mình luôn kìa. Trời ơi, giờ sao đây, giờ sao đây? Tấn công nó đi. Trời ơi, nó đang giảm số lượng mèo con của mình đi rất là nhiều luôn. Nhưng mà không sao, mình vẫn còn rất là đông, tiêu diệt nó đi nào. Cắt nắp ơi. Ôi sao tôi lấy số lượng bây giờ nó giảm quá trời quá đất. Trời ơi, mấy con mèo con. Ôi trời.
Con cuối cùng luôn đi nào, dâm bố gió này. Chỉ còn hai thanh máu thôi. Ba thanh máu cuối cùng. Đập luôn đi nào, đúng rồi. Hay quá. Đúng rồi đó. Nhưng mà vẫn chưa biết được. Tùy thuộc vào các bạn. Các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn nghĩ Gatana Ban Ban có xứng đáng bị thua không? Thì đừng quên comment ở dưới và Poppy Playtime thắng có xứng đáng không mọi người? Thì video này cũng đã kết thúc rồi các bạn. Trận chiến nó quá quyết liệt tới mức tôi khàn cả giọng luôn. Bởi vậy các bạn đừng quên subscribe cho tôi để ủng hộ cho tôi nha các bạn. Các bạn thấy những cái video này như thế nào? Đừng quên like và subscribe. Và nếu các bạn muốn coi một video về đại chiến lâu đài khác thì bấm vô đây. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.